Chương 91, s h i e l d Chú ý. Nhìn thấy Kim Tịnh sản khoái như vậy liền chủ động tiếp nhận chuyện này, La Hạ tâm tình có thể nói vẫn là vô cùng không tệ. Xem ra hắn dựng nên lên ăn la de, trái cây la de, người cái này tính cách, hẳn là đưa đến vô cùng trọng yếu tác dụng. Đối với Kim Tịnh mà nói, đã có cơ hội để la de người bực này nhân vật thiếu ân tình của mình, hơn phân nữa là sẽ không bỏ qua cơ hội. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Chẳng qua La Hạ không biết là, Kim Tịnh sản khoái như vậy liền đáp ứng chuyện này kỳ thật cũng là có một cái khác mười phần trọng yếu nhân tố thủ hợp hội từ lần trước cùng cao phu nhân thông bên trên tiến hành một phen quyết chiến về sau kim tịnh tại trắng trợn chiêu mộ nhân thủ dành dụng lực lượng đồng thời tự nhiên cũng là đối cao phu nhân những người kia tiến hành một phen điều tra tường tận nhưng cái này không ra không sao ra một cái phía dưới kim tịnh có thể nói là giật mình kêu lên thủ hợp sẽ đã tại kim tịnh điều tra phía dưới nổi lên mặt nước mà tổ chức này khổng lồ để kim tịnh đều kinh hãi không thôi kim tịnh cũng không phải người ngu hắn coi như tại heo kích chen gần như đồng đẳng với dưới mặt đất hoàng đế một loại tồn tại nhưng đối đầu với một cái tồn tại hàng trăm hàng ngàn năm tổ chức cũng căn bản không có lớn như vậy lòng tin dưới loại tình huống này lý tầm hoang xuất hiện quả thực chính là buồn ngủ gặp chiếu manh một loại tồn tại kim tịnh làm sao lại bỏ lỡ trên thực tế không chỉ là lý tầm hoang kim tịnh kỳ thật đã sớm để mắt tới trong đám đó một chút bầy viên tiếc rằng trong đám đó mọi người mặc dù đều là trái cây năng lực giả nhưng nhân viên tác chiến lại là không nhiều tính toán đâu ra đấy cũng liền một cái đét vuông chỉ thế thôi. Kim Tịnh đã sớm liên hệ với Deadpool, đồng thời đưa ra dùng tiền thuê Deadpool, để Deadpool hỗ trợ đối phó thủ hợp sẽ, tiếc rằng bị Deadpool cho cự tuyệt rơi. Deadpool là một cái lính đánh thuê không giả, nhưng cũng không phải người ngu. Đối kháng thủ hợp sẽ cái gì, nghe xong chính là một cái hố to, một khi thân hãm trong đó trừ phi là đem thủ hợp sẽ toàn bộ nhổ tận gốc, nếu không căn bản không có khả năng thoát thân. Huống chi. Hiện tại Deadpool thế nhưng là có một phần đứng đắn nghề nghiệp, dễ dàng hướng trong đám người một trạm để người khác thật tốt thưởng thức một chút mặt mình liền có thể hoa hoa đến tiền làm gì lại đi đau kiếm đổ máu hiện tại deadpool thế nhưng là cũng định cùng vanessa muốn hài tử tự nhiên là phải cố gắng tẩy trắng rời xa trước kia loại kia mưa bom bảo đạn sinh hoạt cho nên kim tịnh mười phần khổ cực không có từ trong đám đó chiêu mộ đến bất cứ người nào tay bởi vậy lý tầm hoang xuất hiện đối với kim tịnh tới nói là rất là trọng yếu không dung bỏ qua lý tầm hoang đây thật là quá tốt phê giết phi thường cảm tạ Ta mới tới New York thế đơn lực bạc, thật đúng là phi thường cần phê giết hỗ trợ của ngươi. Wayne Wilson, đáng chết, bị phê giết ngươi cho vượt lên trước một bước. Tầm hoang lý, kỳ thật, ngươi khả năng không hiểu rõ lắm ta, ta tại New York to to nhỏ nhỏ cũng là nhân vật, tìm người cái gì với ta mà nói, kia đều là chuyện nhỏ. Chắc lơ xa vi, đã phê giết tiên sinh đã mở miệng, vậy ta liền không lắm miệng, chẳng qua nếu như có chuyện gì khác cần hỗ trợ, ta vẫn là vô cùng vui lòng. Michael chớ vi ác, những địa phương khác ta khả năng giúp không được gì, nhưng có quan hệ một chút giới khoa học, học thuật giới sự tình, nếu như có cần, có thể tùy thời tìm ta. Triệu Hải Luân, ta chỉ là một cái nghiên cứu sinh vật nano, cho nên rất xin lỗi Lý Tiên Sinh, ta có chút muốn giúp mà chẳng giúp được. Triệu Hải Luân, chẳng qua bầy bên trong tất cả mọi người là các ngành các nghề nhân tài kiệt xuất, ta tin tưởng mọi người nhất định có thể giải quyết Lý Tiên Sinh vấn đề của ngươi. Hopper Phạm Đen, rất xin lỗi Lý, ở phương diện này ta cũng có chút lực có thua, chẳng qua nhìn thấy tất cả mọi người phi thường nhiệt tâm cung cấp trợ giúp, ta tin tưởng vấn đề của ngươi sẽ có được giải quyết. Lý Tầm Hoang, cảm tạ mọi người. Phi thường cảm tạ sự duy trì của mọi người cùng trợ giúp. Lý Tầm Hoang, như vậy Wilson phê giết, chúng ta tiếp xuống nói chuyện riêng. Wilson phê giết, được rồi. Sau đó tự nhiên là không có cái gì nói nhảm, La Hạ Tê dạy lựu cùng Kim Tịnh tăng thêm bên trên bản tốt, sau đó đem hắn chụp được đến ảnh chụp, cứ như vậy phát cho đối phương. Ảnh chụp đã thu được, ta ngay lập tức sẽ sắp xếp người đi điều tra, chẳng qua Lý Tiên Sinh, trừ ảnh chụp bên ngoài, còn có cái gì khác manh mối sao? Kim tịnh trầm ngâm hỏi thăm La Hạ. Không có ý tứ phê giết, không có cái gì khác manh mối, người đã bị ta giết, thi thể cũng bị ta xử lý. La Hạ đối với đối phương ăn ngay nói thật. Nhìn thấy La Hạ thản nhiên như vậy thừa nhận mình giết người cũng lại hủy thi diệt tích, Kim tịnh thẳng thắn giảng vẫn còn có chút âm thầm hưng phấn, cái này nói rõ lý tầm hoang cùng mình là người một đường. Như vậy về sau thật nhiều sự tình, sợ là đều có thể cùng đối phương triển khai hợp tác. Không sao, có ảnh chụp liền đầy đủ, Lý Tiên Sinh, ta ngay lập tức sẽ sắp xếp người đi điều tra, chờ tin tức của ta đi. Kim tịnh lời thề son sắc mà đối với La Hạ nói. Vậy liền phiền phức phê giết ngươi. Không cần phải thách khí. Đôi bên liền vui vẻ như vậy đạt thành hợp tác. Ba khúc cánh cao ốc. Cục trưởng văn phòng. Wilson phê giết, mặt ngoài là một vị thành công xí nghiệp gia, thương nhân, nhưng sau lưng, hắn trên thực tế là heo kích trên thế lực ngầm đầu lĩnh, thậm chí hắn xúc tu khắp toàn bộ New York. Tân thủ thôn thôn trưởng cung sân, đang đứng tại một cái đầu dáng dấp phi thường giống lỗ đảng đồng dạng nhân vật trước mặt, đối với đối phương tiến hành báo cáo. Ta biết Wilson Diết là ai, cung sân, trực tiếp nhảy đến trọng điểm. Lỗ đảng duỗi duỗi tay, đánh gãy cung sân, nó một mắt cứ như vậy ung dung nhìn qua cung sân, cho nên, kết luận đến cùng là cái gì? Ta biết cái này có thể có chút vượt quá dự liệu của người bên ngoài, nhưng điềm lành cục trưởng, kim tịnh cũng không phải là người đột biến. Cung Sơn một mặt nghiêm nghị đối nít Ferry nói nói, chúng ta đều đoán sai, hắn không phải người đột biến hắc hộ. Đã hắn không phải người đột biến, như vậy ta đoán, bên cạnh hắn có thể đem tay chân hóa thành đao kiếm bu Si, cũng không phải người đột biến rồi. Nick Fury độc nhãn bên trong, phóng xạ ra một đạo sắc bén chi quan đến, đánh vào cung sân trên thân. Đúng vậy điềm lành cục trưởng, bu Si đồng dạng không phải người đột biến. Cung sơn nhẹ gật đầu, sau đó liền lấy ra một chồng tư liệu đến, bỏ vào Nick trước mặt. Một bên chỉ vào trên tấm ảnh người, một bên vì Nick giới thiệu. Nữ nhân này gọi là Erika, là một sát thủ lính đánh thuê nàng có thể từ trong cơ thể của mình tùy ý hướng ra phía ngoài phóng xuất ra bụi gai, thuận tiện nhất lên, không phải bình thường bụi gai, là loại kia vô cùng vô cùng cứng rắn, hoàn toàn có thể làm thành đao kiếm đến dùng bụi gai. Cái này mù lòa, công tẩu, ta tin tưởng điềm lành cục trưởng ngươi cũng biết hắn là ai, hắn có thể từ trong tay hướng ra phía ngoài bắn ra một loại sóng ánh sáng tới. Trừ cái đó ra, sinh vật nano học chuyên gia, triệu hải luân tiến sĩ, nàng có thể vẹn vẹn chỉ thông qua nắm chặt người hai tay, tại ngắn ngủi vài phút bên trong, liền có thể đem người trị hết bệnh. Chương 92, hắc quả phụ tới cửa. Ta đoán, những người này đồng dạng không phải người đột biến, đúng không? Nipferi độc nhãn tại trước mặt những hình kia bên trên nhìn lướt qua, sau đó thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn qua cung sân, định liệu trước nói. Không sai, bọn họ đích xác không phải người đột biến, điểm này, ta đã tìm giáo sư ít xác nhận qua. Cung sân nhẹ gật đầu, mười phần khẳng định đối Nipferi nói. Nói cách khác, những người này xác thực không phải người đột biến hắc hộ, giáo sư ít cũng không có vi phạm lúc trước hiệp nghị, Nick Fury nhẹ gật đầu, cho nên cung sân, bọn hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lạch cạch. Cung sân lại sẽ một tấm hình bỏ vào Nick Fury trước mặt, Nick cúi đầu nhìn một chút, độc nhãn bên trong hiện lên nhẹ nhẹ nghi hoặc, ác ma trái cây nhà. Bốn tháng trước, tiệm này tại 73 đường phố 10 phần khiêm tốn khai trương, chẳng qua tiệm này bán cũng không phải là hoa quả, mà là một loại gọi là ác ma trái cây đặc thù trái cây. Không sai, ác ma trái cây nhà, không hề chỉ là một cái cổ quái, hấp dẫn người nhãn cầu danh tự, nhà bọn hắn chính xác có ác ma trái cây loại vật này cửa hàng trưởng công bố ăn ác ma trái cây liền có thể để người thu hoạch được siêu năng lực mà lại những cái kia ác ma trái cây mỗi một viên giá bán đều cao tới mấy triệu mỹ đao bởi vì loại chuyện này nghe quá mức hoang đường cho nên một lúc bắt đầu căn bản cũng không có người tin tưởng nhưng là nhưng là những cái này lúc đầu bị chúng ta tưởng rằng người đột biến hắc hộ người kỳ thật đều là ăn loại này ác ma trái cây đúng không nick trực tiếp đánh gãy cung sân thay thế cung sân nói xong đối phương muốn nói lời Đúng vậy, điềm lành cục trưởng, căn cứ chúng ta điều tra, đích thật là cái dạng này. Cung sân trùng điệp nhẹ gật đầu. Cho nên, có thể để người ăn liền có thể thu hoạch được siêu năng lực thần kỳ trái cây, là thật. Nick có chút nhíu mày. Giờ khắc này, cho dù là trải qua sóng to gió lớn, được chứng kiến cái khác rất nhiều đối với người bình thường mà nói đều là truyền thuyết siêu tự nhiên sự kiện Nick cũng đều cảm giác được có chút lộn xộn. Trên thế giới làm sao lại có thần kỳ như thế trái cây? Loại chuyện này cho dù đối với hắn tới nói, cũng hơi có chút ma huyễn chút. Mà lại đã cái kia ác ma trái cây nhà lưng sau có được thần kỳ như thế trái cây, bọn hắn tại sao phải lấy ra bán? Điểm này Nick là vô luận như thế nào đều không nghĩ ra. Đổi lại là chính hắn, nếu như có thứ đồ tốt này, như vậy xác định vững chắc phải che che lấy cao độ giữ bí mật, giữ lại mình tiêu hóa sử dụng không tốt sao? Coi như đầu óc lại có hố người, cũng sẽ không công nhiên lấy ra buôn bán A. Nick thực sự là không nghĩ ra đối phương hành vi logic. Kiếm tiền bán như thế nghịch thiên đồ vật vẻn vẹn chỉ là vì kiếm tiền. Cái này không khỏi quá mức hoang đường chút. Mà lại căn cứ cung sân tình báo, những cái kia ác ma trái cây giá cả cũng vô cùng vô cùng tiện nghi, đối phương rất hiển nhiên cũng không phải là vì kiếm tiền. Như vậy đối phương đến cùng là vì cái gì? Nick trăm mối vẫn không có cách giải. Điềm lành cục trưởng, ngươi định làm như thế nào? Cung sân thanh âm vang lên, hắn một mặt trịnh trọng nhìn chầm chầm Nick trầm giọng hỏi. Để na thách toa tự mình đi một chuyến, trước tìm kiếm cái này ác ma trái cây nhà hư thực. Nick gần như không có làm sao suy xét, liền lập tức làm ra quyết định tới. Ác ma trái cây nhà. Anthony Will, 42 tuổi, hô lân cách buôn bán công ty trách nhiệm hữu hạn một vị bảo an người quản lý, nhưng đây chỉ là hắn tiến hành che giấu thân phận, là hắn tầng ngoài cùng thân phận. Nhưng trên thực tế, hắn nhưng thật ra là một vị từ nhỏ đã tiếp thụ qua bí mật huấn luyện sát thủ chuyên nghiệp, đã từng sinh động tại Đông Nam Á một đời, tại bốn quốc gia đều lọc vào truy nã, là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm. La Hạ đang lợi dụng lý tầm hoang tiểu hào, cùng Kim Tịnh tiến hành câu thông. Lúc này mới vẻn vẹn chỉ là đi qua thời gian một ngày mà thôi, Kim Tịnh thế mà liền đem thương thủ thân phận cho ra được rõ ràng. Không thể không nói, dưới mặt đất đại lão chính là dưới mặt đất đại lão, cái này chính xác không phải đóng. Chẳng qua cực kỳ mấu chốt một điểm Kim Tịnh còn không có ra được, đó chính là cái này Anthony đến cùng là bị cái gì người sai sử. Đây mới là La Hạ cực kỳ chú ý. Anthony phía sau kẻ chủ mưu đến tục cùng là ai ta còn không có ra được, chẳng qua ta đã tra được một chút dấu vết để lại, tin tưởng lại cho ta mấy ngày thời gian, ta liền sẽ ra rõ ràng. Kim tịnh ngay sau đó, lại lời thề song sắc mà đối với La Hạ nói. Phê giết, vất vả. Đáp ứng sự tình, ta liền phải làm được, không phải sao. Đôi bên đơn giản trao đổi vài câu, liền kết thúc cuộc nói chuyện. Chuyện này giao cho Kim tịnh đi làm, La Hạ kỳ thật vẫn là phi thường yên tâm, phóng tầm mắt toàn bộ trong đám đó, Kim tịnh quyền thế có thể nói là lớn nhất. Có khả năng vận dụng năng lượng cũng là lớn nhất mà lại kim tịnh hắc bạch hai đạo ăn sạch, không chỉ là thế lực ngầm thổ hoàng đế, tại một chút quan phương phương diện bên trên cũng là thẩm thấu rất sâu. Nếu như nói trong đám đó ai có khả năng nhất ra ra cái một hai ba thứ tư, không phải kim tịnh không ai có thể hơn. Mới vừa cùng kim tịnh kết thúc trò chuyện không bao lâu, cổng phong linh liền vang lên. La hạ ngẩng đầu nhìn lên, một cái vóc người mười phần nóng nảy, một đầu đại ba lãng mái tóc dài vàng ống nữ nhân, cứ như vậy đi vào ác ma trái cây trong tiệm. Đây là Black Video Trước mắt vị này tại mắt vô hệ liệt trong phim ảnh thế nhưng là một cái đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, La Hạ chỉ là nhìn lướt qua, liền lập tức nhận ra thân phận của đối phương tới. Nhìn tới. Siêu đời cuối cùng là để mắt tới mình a. À. La Hạ lập tức liền trong lòng hiểu rõ. Khách nhân ngươi tốt, hoan nghênh quan lâm tiểu điếm. Trong lòng thoáng qua những cái kia suy nghĩ đồng thời, La Hạ trên thân thể cũng không có nhàn rỗi, hắn như không có việc gì chào hỏi một tiếng Black Video. Ngươi tốt cửa hàng trưởng, ta vừa mới đi ngang qua nơi này, Chú ý tới các người tiệm này tên tiệm phi thường có ý tứ, ác ma trái cây nhà, thành công này hấp dẫn đến lực chú ý của ta. Cho nên, ta liền muốn đến mở mang kiến thức một chút, cái gì là ác ma trái cây, là loại kia rất dùng nhiều dạng bên trong thử mặt điểm sao? Ta trước kia đi qua một nhà kiểu Trung Quốc mặt điểm cửa hàng, bọn hắn sẽ đem một chút mặt điểm chế tác thành phi thường sức tưởng tượng tạo hình, trung thực giảng, thật sự là vô cùng vô cùng có ý tứ. Black Video rất tốt đem mình ngụy trang thành một cái trong lúc vô tình bị hấp dẫn tới phổ thông nữ tính, nhưng rất đáng tiếc nàng không biết mình đã sớm tại la hạ trước mặt bại lộ một cái triệt triệt để để chẳng qua đối với black video ngụy trang la hạ cũng lười đi phản ứng vô luận đối phương có phải là siêu đơ đặc công đối phương tới cửa đến mua ác ma trái cây đó chính là khách nhân đương nhiên đây chỉ là trước mắt nếu như về sau siêu đơ dự định đối la hạ động cái gì ý đồ xấu vậy liền khác nói khách nhân ngươi hiểu lầm tiểu điếm cũng không phải cái gì bánh ngọt cửa hàng tiểu điếm thế nhưng là đường đường chính chính ác ma trái cây cửa hàng La Hạ cười đối Black Widow nói: "Chương 93, là đen quả phụ đo thân mà làm trái cây." "Ác ma trái cây." Black Widow ánh mắt, lúc này liền đặt ở trước mặt nàng tủ trưng bày bên trong những cái kia đủ mọi màu sắc trái cây bên trên, lông mày không khỏi chớp chớp, chính là những cái này sao? Trời có mắt rồi, loại này kỳ kỳ quái quái trái cây, liền xem như lấy Black Widow tầm mắt lịch duyệt, cũng là cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. "Chính như ngươi thấy." La Hạ giang tay ra, Black Widow liền bắt đầu tỉ mỉ đánh giá đến những cái kia kỳ lạ trái cây đến, trong đôi mắt có không che giấu được vẻ ngờ vực. Căn cứ lỗ đảng cục trưởng tình báo, những cái này trái cây ăn liền có thể để người thu hoạch được siêu năng lực, mặc dù Black Widow biết lỗ đảng đã để nàng tự mình đến, vậy đã nói rõ loại này ác ma trái cây tồn tại trình độ nhất định chân thực tính. Tối thiểu không phải thuần túy kéo đạm. Nhưng giờ phút này nhìn thấy những cái này diện mục thanh kỳ trái cây, Black Widow như cũ cảm giác được có chút hoang đường. Qua A, à, thật sự là chút kỳ kỳ quái quái trái cây, Ta chưa từng thấy qua dáng vẻ như vậy trái cây." Black Widow thanh âm vang lên lần nữa, chẳng qua những lời này, ngược lại là Black Widow trong lòng ý tưởng chân thật. Nàng đích xác cảm thấy những cái này trái cây thực sự là rất cổ quái chút. Cho nên, những cái này trái cây đến từ địa phương nào? Các người cửa hàng mình bồi dưỡng loại sản phẩm mới, vẫn là các người từ chỗ nào mua sắm đến? Black Widow ngay sau đó tiếp tục mở miệng hỏi, không chút biến sắc hướng La Hạ nghe ngóng lấy ác ma trái cây lai lịch. Ác ma trái cây toàn cầu chỉ lần này một nhà khách nhân chẳng lẽ trước kia tại địa phương khác cũng đã gặp loại này thần kỳ trái cây sao? La Hạ chuyện đương nhiên đối Black Video nói. Chỉ một nhà ấy, Black Video không chút biến sắc, lại tại trong lòng âm thầm đem tình báo này ghi xuống. Ta minh bạch, là chính các ngươi bồi dưỡng ra loại sản phẩm mới, đúng không? Black Video cho ra hợp lý phỏng đoán. Đối với cái này La Hạ cũng không có tiến hành phản bác, từ trình độ nào đó đến nói, Black Video lý giải phải ngược lại là cũng không sai. Như vậy, những cái này trái cây. Hoa A, à? các người còn chuyên môn vì những cái này trái cây chế tác đồ dám. Black Widow nói, nó ánh mắt trong lúc vô tình thoáng nhìn, liền thấy ác ma trái cây đồ dám. Con mắt lập tức liền di động không ra. Cửa hàng trưởng, ta có thể nhìn một chút cái này đồ dám sao? Black Widow lập tức nhìn qua La Hạ tiến hành hỏi thăm. Đương nhiên, khách nhân xin cứ tự nhiên. La Hạ làm ra một cái tư thế xin mời. Hắn chế tác đồ dám vốn chính là vì cho người khác nhìn, Black Widow yêu cầu, đương nhiên là không thể nào cự tuyệt hắn rất nhanh liền đem đồ dám giao cho Black Widow. Tạ ơn cửa hàng trưởng. Black Widow lễ phép từ la hạ trong tay tiếp nhận ác ma trái cây đồ dám, sau đó liền bắt đầu tỉ mỉ, nghiêm túc nhìn lại. Đồng thời nó đặt công đặc hữu nhanh chóng ký ức cũng tại lúc này lợi dụng tới, nghiêm túc ghi chép lên ác ma trái cây đồ dám bên trên nội dung. Ác ma trái cây được xưng là trên biển bí bảo, là hải chi ác ma hóa thân, ăn ác ma trái cây có thể thu hoạch được tương ứng siêu năng lực. Hải chi ác ma hóa thân. Đây là ý gì? nơi này cái gọi là hải chi ác ma là cái gì ác ma black video âm thầm ghi tạc trong lòng chẳng qua ăn liền có thể thu hoạch được siêu năng lực loại hình lý do thoái thác ngược lại là cùng lỗ đảng cung cấp tình báo đồng dạng tiếp tục nhìn xuống ác ma trái cây tổng cộng chia làm động vật hệ hệ siêu nhân tự nhiên hệ tam đại loại động vật hệ ăn liền có thể trình độ nhất định động vật hóa thu hoạch được động vật năng lực tương ứng cùng lực lượng hệ siêu nhân ăn liền có thể thu hoạch được giống như là ít men những người kia đồng dạng đủ loại thần kỳ năng lực tự nhiên hệ, ăn có thể thu hoạch được một chút tự nhiên nguyên tố năng lực. Vân 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 vân. Chủng loại phong phú, loại một không đồng nhất. Dứt bỏ ác ma trái cây có phải là thật hay không có thể để người thu hoạch được siêu năng lực không nói, nhưng là chỉ từ đồ giám bên trên nhìn lại, cái này cái gọi là ác ma trái cây có một bộ thành thục mà hoàn chỉnh hệ thống, cũng không phải là tùy ý bị đặt ra tới đồ vật. Mà nếu như ác ma trái cây là thật, như vậy cái này một cái ác ma trái cây cửa hàng có thể cho thành thị mang đến lớn cỡ nào xung kích, Black Widow quả thực không dám tưởng tượng. Trừ cái đó ra, Black Widow lại bén nhạy chú ý tới đồ giám bên trên một điểm nữa giới thiệu. Nàng mảnh ngẩng đầu lên, nhìn qua La Hạ mở miệng hỏi, cửa hàng trưởng, ngươi trong tiệm này ác ma trái cây, còn có hàng mẫu có thể ăn thử. Đúng vậy khách nhân, chính như đồ giám phía trên chỗ giới thiệu, tiểu điểm hàng mẫu ăn hết về sau đồng dạng có thể để người thu hoạch được siêu năng lực. Nhưng cái này siêu năng lực chỉ có 5 phút, dùng để để khách nhân thể nghiệm một chút siêu năng lực là cảm giác gì? La Hạ nhẹ gật đầu. Quá tuyệt, Black Video hết sức hài lòng gật gật đầu. Kỳ thật mấy triệu Mỹ đau cái gì, Black Video căn bản cũng không quan tâm, nàng biết lỗ đảng cũng tịnh không để ý, nhưng cực kỳ mấu chốt một vấn đề, Black Video tiền này tối thiểu không thể hoa trắng. Không phải ngươi mấy triệu Mỹ đau xuống dưới kết quả lấy về một cái phế vật, hàng giả, coi như lỗ đảng không quan tâm lãng phí tiền, nhưng Black Video mặt cũng là không có địa phương đặt. Nàng thế nhưng là siêu đơ vương bài đặt công. Mà nếu như có hàng mẫu có thể ăn thử, liền có thể trước tự mình thí nghiệm một chút ác ma trái cây chân thực tính như vậy cửa hàng trưởng, mời cho ta một chút thời gian, những cái này trái cây đều quá thần kỳ, để ta nhìn hoa cả mắt, ta cần cẩn thận chọn lựa một chút. Black Widow cùng La Hạ lên tiếng chào hỏi, sau đó liền bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu lên đồ giám bên trên những cái kia ác ma trái cây đến. Động vật hệ loại mục, Black Widow chỉ là đại thể nhìn lướt qua về sau liền lướt qua đi. Bản thân nàng đối với toàn bộ hoặc bộ phận động vật hóa cái gì, là không có một chút xíu hứng thú. Mà tự nhiên hệ loại mục, trước mắt cũng không có bất kỳ cái gì một viên trái cây cho nên black widow chủ yếu ngay tại hệ siêu nhân trái cây bên trong bắt đầu tỉ mỉ tiến hành lên sàn chọn cùng ký ức hòa tan trái cây có thể thông qua thân thể của mình tùy ý chế tạo ngọn nến chế tạo ngọn nến có làm được cái gì đây quả nhiên quả thực chính là không hiểu thấu ngưỡng cửa ngưỡng cửa trái cây có thể thông qua thân thể của mình chế tạo hàng rào ân ừ, cái này một viên trái cây nghe đổ vẫn có một ít tác dụng đối với cảnh sát tới nói vô cùng vô cùng thực dụng thậm chí quả thực chính là dùng để bắt phạm nhân thần khí Black Video tin tưởng những cảnh sát kia nhìn thấy nhất định sẽ vô cùng hưng phấn. Nhưng đối với Black Video tới nói, vẫn là không thế nào để ý, lấy bản lãnh của nàng, bắt người cái gì không cần mượn nhờ cái khác bất kỳ thủ đoạn nào. Sau đó còn có cái gì đạn hoàng trái cây, bong bóng trái cây, đi dạo trái cây vân 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 vân. Đủ loại của quái kỳ lạ trái cây, có thể nói là để Black Video mở rộng tầm mắt, vì nàng mở ra một cái mới lạ mà thú vị thế giới đại môn. Hả? Cái này một viên trái cây. Black Widow ánh mắt từng cái đảo qua đồ giám bên trên giới thiệu những cái kia trái cây, thần sắc đều không có gì thay đổi, thẳng đến ánh mắt của nàng rơi xuống trong đó một viên trái cây trên người thời điểm, trong lòng lập tức chính là khẽ động. Black Widow cảm thấy, viên kia trái cây quả thực chính là vì nàng đo thân mà làm. Chương 94, bắt chước trái cây hắc quả phụ tuyệt phối. Cửa hàng trưởng, cái này một viên bắt chước trái cây, có thể để dùng ăn người biến thành những người khác dáng vẻ. Black Widow dùng tay chỉ đồ giám bên trên bắt chước trái cây, dùng một loại không chút biến sắc giọng điệu nhìn qua La Hạ hỏi thăm lên tiếng. Nếu như bắt chước trái cây thật có hiệu quả thần kỳ như thế, như vậy Black Widow chẳng phải biến thành cái thứ hai Mystic rồi. Loại năng lực này, đối với Black Widow dạng này gián điệp mà nói, thực sự lại thích hợp cực kỳ. Bắt chước trái cây sao? Không hổ là ngươi A Black Widow. La Hạ nhìn sang Black Widow chọn lựa trái cây, nhìn không được ở trong lòng âm thầm nhã rảnh một câu. Chẳng qua không thể không nói, hắn cũng cảm thấy bắt chước trái cây là phi thường thích hợp Black Widow. Đúng vậy khách nhân, bắt chước trái cây tên như ý nghĩa chính là có thể hoàng mỹ bắt chước những người khác trái cây trong lòng hiện lên những cái kia suy nghĩ đồng thời cũng không chậm trễ la hạ vì black widow giới thiệu bắt chước trái cây nơi này bắt chước là chân chính trên ý nghĩa hoàng mỹ bắt chước năng lực giả có thể hoàn toàn đem mình biến thành cần bắt chước đối tượng bộ dáng vô luận là thanh âm động tác thần thái đều có thể đạt tới trăm phần trăm giống nhau như đúc liền năng lực giả cực kỳ thân mật nhất người quen thuộc nhất cũng căn bản là không có cách phân biệt ra được Black Widow con mắt không khỏi chậm rãi biến phát sáng lên, đây chính là nàng trong lý tưởng trái cây, hoàn toàn phù hợp yêu cầu của nàng. Trăm phần trăm đồng dạng. Black Widow xác nhận tính hỏi thăm một câu, cẩn thận nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, như vậy cửa hàng trưởng, nam nhân cùng nữ nhân loại này đối lập giới tính bắt trước đâu, nam nữ sinh lý kết cấu là khác biệt, không chỉ chỉ là một gương mặt. Mặc dù ta nói tình huống có thể có chút cực đoan, nhưng ta nghĩ ta cần biết bắt trước trái cây hạn chế ở nơi nào, còn mời cửa hàng trưởng đừng nên trách. Ta minh bạch ngươi ý tứ khách nhân, nhưng ta nói tới là trăm phần trăm bắt trước a, nơi này trăm phần trăm, ngươi có thể hiểu thành biến thân thuộc đồng dạng bắt trước, không chỉ là một gương mặt mà là toàn bộ. Black Widow liền hiểu rõ, trong ánh mắt tia sáng cũng là càng ngày càng sáng. Nếu như bắt trước trái cây bắt trước là biến thân thuộc thức bắt trước, cái này chẳng phải mang ý nghĩa nàng không chỉ có thể ngụy trang thành nữ nhân, cũng tương tự có thể ngụy trang thành nam nhân, hơn nữa còn là không có chút nào sơ hở cái chủng loại kia sẽ không xuất hiện một chút truyền hình điện ảnh kịch bên trong bởi vì giới tính khác biệt mà xuất hiện không thể cùng tiến lên nhà vệ sinh cùng nhau tắm rửa chờ một chút không thích hợp cử động mà dẫn đến lộ ra sơ hở thậm chí bị người nhìn thấu ngụy trang bởi vì nếu như nàng bắt chước một cái nam nhân chính là thật biến thành nam nhân không chỉ chỉ là khuôn mặt địa phương khác cũng giống vậy đây mới thực sự là hoàng mỹ chân chính không có kẻ hở bắt chước a không chỉ là dạng này bắt chước trái cây còn có thể tồn trữ trước kia chỗ bắt chước người ký ức nếu như năng lực giả bắt chước qua một người nào đó, liền xem như lại đi qua 10 năm, 20 năm, thậm chí 100 năm, nàng cũng sẽ không quên, có thể dễ dàng mà lần nữa bắt chước. Đây đối với Black Widow tới nói, liền càng thêm thuận tiện, Black Widow đối với bắt chước trái cây, có thể nói là càng phát ra hài lòng. Như vậy cửa hàng trưởng, bắt chước trái cây bắt chước có thời gian hay không hạn chế? Black Widow một phen suy nghĩ về sau, liền nhìn qua La Hạ, hỏi thăm ra dạng này một cái vấn đề mang tính then chốt tới. Là không có thời gian hạn chế. La Hạ lắc đầu, nếu như năng lực giả nguyện ý, hắn có thể đỉnh lấy một người khác dáng vẻ sống cả một đời. Loại này hoàng mỹ cấp bắt trước, thế mà còn không có thời gian hạn chế. Cái này không sẽ chờ cùng với, nàng có thể chân chân chính chính biến thành một người khác. 666 Như vậy cửa hàng trưởng, bắt trước trái cây bắt trước thời gian dài không có hạn mức cao nhất hạn chế, như vậy có hay không hạn cuối hạn chế. Ý của ta là, ta có thể hay không một dây đồng hồ liền biến ảo một khuôn mặt. Black Widow ngẩn người, lần nữa hỏi thăm ra dạng này một cái vấn đề mấu chốt. Bắt chước về thời gian hạn đối nàng tới nói là 10 phần tình báo quan trọng, nhưng tới đối đầu ứng, bắt chước thời gian hạn cuối đối nàng tới nói trọng yếu giống vậy. Không có hạn chế, năng lực giả muốn một dây đồng hồ biến ảo một cái bộ dáng, hoàn toàn có thể đạt tới, thậm chí nếu như năng lực giả năng lực tương đối quen luyện lời nói, càng ngắn ngủi thời gian đều có thể. La Hạ cho ra 10 phần khẳng định trả lời chắc chắn tới. Black Widow nhẹ gật đầu, đối với bắt chước trái cây hài lòng, có thể nói đến một cái đỉnh điểm một giây đồng hồ liền có thể đổi một cái bộ dáng, đây đối với đặc công chui vào tới nói, có thể phát huy ra 10 phần tác dụng cực lớn. Còn không chỉ là như thế này, bắt chước trái cây không chỉ có thể bắt chước người khác bộ dáng, đồng dạng, cũng có thể bắt chước một chút người khác kỹ năng. La hạ thanh âm vang lên, hắn lần nữa đối Black Video tiến hành giới thiệu. Ví dụ như, nếu như năng lực giả muốn bắt chước một cái công phu đại sư, khi hắn tiến hành bắt chước về sau, cũng có thể sử dụng ra công phu đại sư công phu, sáo lộ, phong cách, đều là giống nhau, sẽ không để cho người nhìn ra sơ hở. Lại ví dụ như, nếu như năng lực giả muốn bắt chước một cái bắn tên cao thủ, coi như lúc trước hắn cũng không hiểu được bắn tên, nhưng ở bắt chước về sau, cũng là sẽ thu hoạch được bắt chước đối tượng bắn tên kỹ năng. Thế mà, còn có thể bắt chước người khác năng lực sao? Black Widow con mắt nhịn không được trừng lớn, cho dù là nàng, cũng không nhịn được cảm thấy giật mình. Liền năng lực đều có thể bắt chước, trái cây này không khỏi liền có chút quá nghịch thiên đi cái này thật đúng là có thể làm cho người đạt tới hoàng mỹ không một tỳ vết cấp bắt chước trái cây không hổ bắt chước trái cây danh xưng chẳng qua khách nhân đối với năng lực bắt chước là có nhất định hạn chế tính giới hạn trong một chút mục tiêu nhân vật đơn giản năng lực bắt chước quá mức phức tạp năng lực là bắt chước không được la hạ ngay sau đó lại đối black video bổ sung nói phức tạp năng lực cửa hàng trưởng có thế không thể nói càng thêm cụ thể một chút black video mười phần nghiêm cẩn mà nhìn chằm chằm vào la hạ hỏi cái này không tốt giới định bởi vì nhằm vào mỗi một cái năng lực giả mà nói cái dạng gì năng lực phức tạp đều là không giống có người có thể bắt chước vịnh xuân quyền nhưng có người chỉ có thể bắt chước người khác theo hoa cụ thể có thể bắt chước tới trình độ nào hoàn toàn nhìn năng lực giả bản nhân đối với năng lực vận dụng trình độ la hạ đối black video tiến hành giải thích black video nhẹ gật đầu liền trong lòng hiểu rõ không tiếp tục hỏi nhiều cái gì đối với nàng mà nói bắt chước trái cây đã hoàn toàn đầy đủ như vậy cửa hàng trưởng tiếp xuống ta có thể hay không thể nghiệm một chút trong tiệm ăn thử phục vụ. Black Widow suy nghĩ một chút về sau, đối La Hạ đưa ra dạng này một cái yêu cầu tới. Đương nhiên có thể. La Hạ tự nhiên không nói thêm gì nói nhảm, xuất ra bắt chước trái cây hàng mẫu đến, giao cho Black Widow. Black Widow sau khi nhận lấy, nhẹ nhàng ăn một ngụm nhỏ, đem trái cây cho nuốt xuống. Qua A, à, ác ma trái cây hương vị thật đúng là đặc biệt. Black Widow khóe miệng một trận có chút run rẩy, nhịn không được cảm thán lên tiếng. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Ác ma trái cây thế mà lại như thế khó ăn, để nàng đều suýt nửa một hơi phun ra. Cái này, loại cảm giác này. Nhưng sau một khắc, Black Widow trên mặt liền không nhịn được lộ ra kinh ngạc cùng vẻ hưng phấn. Chương 95, Hoàng Mỹ xứng đôi mắt ưng trái cây. Chính như còn lại mấy cái bên kia ăn ác ma trái cây người đồng dạng, Black Widow cơ hồ là tại vừa mới nuốt xuống ác ma trái cây một tích tắc kia, liền lập tức cảm thấy thân thể của mình đã phát sinh biến hóa. Bắt chước loại này hư vô mờ mịt, nhìn không thấy sờ không được năng lực, tại thời khắc này, lại giống như là tay chân của mình đồng dạng bị black video vô cùng rõ ràng cảm thấy được cái loại cảm giác này là black video cho tới bây giờ đều chưa từng thể nghiệm qua cho dù là nàng cũng không nhịn được cảm giác được tấm tắc lấy làm kỳ lạ đều không cần tiến hành bước kế tiếp nếm thử black video hiện tại liền đã có thể khẳng định ác ma trái cây là thật nàng trước đó đối với ác ma trái cây tất cả lo nghĩ tại thời khắc này đều biến mất phải sạch sẽ ác ma trái cây chính xác là thật cứ như vậy cảm thụ được bắt chước trái cây năng lực Black Widow vô ý thức vương tay phải của mình đến, ở trên mặt nhẹ như vậy nhẹ nhấn một cái. Trong khoảnh khắc, nguyên bản Black Widow liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, đã thấy mặt khác một người đàn ông xa lạ, cứ như vậy xuất hiện tại La Hạ trước mặt. Mắt ưng Bác Tân. Quả nhiên, Black Widow cùng Bác Tân ở giữa mới là chân ái à. Hoa A, à, đây chính là thân là một cái nam nhân cảm giác sao. Bác Tân Black Widow cứ như vậy vương hai tay, nhìn từ trên xuống dưới mình cổ này rực rỡ hẳn lên thân thể, tấm tắt lấy làm kỳ lạ nàng lại đi đến ác ma trái cây trong tiệm cất đặt một chiếc gương trước mặt, nhìn xem trong gương kia một tấm vô cùng quen thuộc khuôn mặt, nhịn không được liên tục liếu lưỡi. Quá thần kỳ. Đây thật là quá thần kỳ. Black Video nhịn không được sợ hãi tháng phục lên tiếng. Ngay sau đó, Black Video liền một lần nữa vươn tay trái của mình đến, tại nó trên mặt nhấn một cái, mắt ưng tắc tân trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, nguyên bản Black Video lần nữa lại xuất hiện. Khách nhân cảm giác thế nào? La Hạ ở một bên cười hít mắt nhìn qua Black Video hỏi nhìn mà than thở. Black Widow không chút nào keo kiệt với mình đối với bắt chước trái cây sợ hãi tháng phục cùng tán dương, nếu như không phải ăn hàng mẫu, ta thật không thể tin được trên thế giới lại có thần kỳ như vậy trái cây. Khách nhân hài lòng liền tốt. La Hạ cười. Cửa hàng trưởng, thật sự là ngượng ngùng ta còn muốn lại tiếp tục nhìn xem cái khác trái cây. Black Widow thanh âm vang lên, nàng nhìn qua La Hạ, nghiêm trang nói. Kỳ thật Black Widow trên cơ bản liền xem trọng bắt chước trái cây, nàng sở dĩ muốn tiếp tục nhìn cái khác trái cây, đơn giản chính là hơn chưởng nắm một chút tình báo dù sao black video là một đặc công mang theo nhiệm vụ đến khách nhân xin cứ tự nhiên la hạ cũng không nói thêm gì đối black video là một cái thủ hiệu mời black video liền bắt đầu tiếp tục tỉ mỉ xem xét lên còn lại những cái kia ác ma trái cây đến mà đổi thành bên ngoài một viên trái cây cũng rất nhanh gây nên black video hứng thú tới bia bia trái cây có thể đem bất luận cái gì vật thể hoặc là người đánh dấu thành bia ngắm tại cái này về sau năng lực giả ném ra bên ngoài vật phẩm liền sẽ tự động truy tung cùng mục tiêu công kích. Trái cây này, quả thực chính là vì bác tân đo thân mà làm A. Cửa hàng trưởng, bia bia trái cây có thể tự động truy tung cùng công kích bị mục tiêu xác định vì bia ngắm vật phẩm, loại này truy tung có hạn chế gì hay không? Ý của ta là, loại này truy tung, có thể hay không giống như là một chút vũ khí tự động truy tung hệ thống như thế, có thể thời gian thực thay đổi truy tung đường đi, tiến hành động thái truy tung cùng bắt giữ. Black Video liền ngẩng đầu lên, hết sức tò mò hỏi thăm La Hạ đương nhiên là có thể. La Hạ nhẹ gật đầu, một khi bị đánh dấu vì bia ngắm, vô lượng bia ngắm chạy trốn tới chân trời góc biển đều vô dụng, đều sẽ nhận năng lực giả truy tung, trừ phi là năng lực giả ném ra vật phẩm bị đánh rơi, hoặc là có chướng ngại vật ngăn cản. Chướng ngại vật. Black Widow nhíu nhíu mày. Ta minh bạch ngươi ý tứ khách nhân, nơi này chướng ngại vật cũng không phải là truy tung trên đường gặp được những cái kia chướng ngại vật, những cái kia chướng ngại vật là có thể tự động tránh đi. Ta nói tới chướng ngại vật, là bia ngắm trốn ở biệt kính trong không gian cái chủng loại kia chướng ngại vật, ví dụ như, bia ngắm tự giam mình ở gian phòng bên trong, hoặc là trốn ở trong xe. La Hạ vì Black Widow tiến hành giải thích. Black Widow liền cảm giác được sợ hãi tháng phục. Cái này chẳng phải mang ý nghĩa, chỉ cần bác tân trước đó đánh dấu một người, sau đó tùy tiện bắn ra một tiễn, người kia sẽ cùng tại chết chắc rồi. Trừ phi người kia co đầu rút cổ tại biệt kính trong không gian. 666 Trái cây này thực sự là rất thích hợp bác tân. Black Widow tin tưởng, Phát Tân nhất định sẽ đối cái này một viên trái cây hết sức hài lòng. Sau đó Black Video lại tỉ mỉ xem xét còn lại ác ma trái cây, đem những cái kia trái cây toàn bộ ghi tạc trong lòng. Sau đó mới quay về La Hạ mở miệng, cửa hàng trưởng, nhìn tới nhìn lui, ta vẫn tương đối vừa ý bắt chước trái cây. Bắt chước trái cây, thành tiền 400 vạn Mỹ đao. La Hạ đối Black Video báo lên giá cả. Cửa hàng trưởng, quét thẻ đi. Black Video cái gì do dự đều không có, lập tức liền xuất ra một tấm thẻ chi phiếu đến, giao cho La Hạ giao dịch rất nhanh hoàn thành. La Hạ liền đem bắt trước trái cây đem ra, giao cho Black Video. Trái cây ăn một hơi liền có thể, đúng không cửa hàng trưởng? Black Video hai tay tiếp nhận trái cây, xác nhận tính nhìn qua La Hạ hỏi. Kỳ thật những cái này tại đồ giám bên trên giới thiệu bên trong đều có, chỉ có điều rất nhiều người nhìn đồ giám đều nhìn không phải quá cẩn thận, nhưng thân là siêu đơ đặc công Black Video tự nhiên là không thể nào xuất hiện loại này sơ sót. Đúng vậy khách nhân, ác ma trái cây ăn một hơi liền có thể thu hoạch được siêu năng lực ăn để thừa trái cây liền hoàn toàn phế bỏ những người khác nếu như chia ăn là sẽ không thu hoạch được tương ứng năng lực la hạ nhẹ gật đầu rõ ràng đều là cùng một viên trái cây nhưng thế mà chỉ có cái thứ nhất mới có hiệu cắn xong sau còn lại liền trực tiếp phế bỏ loại chuyện này thực sự là có chút kỳ quái quả thực không khoa học chẳng qua suy xét đến ác ma trái cây như thế một loại thần kỳ tồn tại có như thế một chút thần kỳ thuộc tính có vẻ như cũng là chuyện đương nhiên Black Video liền không nói thêm gì nữa, quả quyết ăn bắt trước trái cây. Lập tức vĩnh cửu thu hoạch được bắt trước trái cây năng lực. Chẳng qua cửa hàng trưởng, còn lại trái cây, ta là có thể mang đi, đúng không? Black Video lần nữa nhìn qua La Hạ hỏi. Dù cho La Hạ nói còn lại trái cây phế bỏ, nhưng Black Video là không thể nào là nghe La Hạ lời nói của một bên. Cùng Triệu Hải Luân đồng dạng, Black Video vẫn như cũ dự định đem còn lại trái cây lấy về nghiên cứu. Trái cây đã là khách nhân, xử lý như thế nào, khi là khách nhân tự do. La Hạ khoát tay áo. Dù sao liền xem như Black Widow quả thực cầm lại siêu đơn nghiên cứu, cũng không có khả năng nghiên cứu ra được bất kỳ vật gì, La Hạ mới không quan tâm đâu. Mấy triệu Mỹ đao trái cây, cũng không thể cứ như vậy lãng phí, đúng không? Black Widow nói, liền cẩn thận từng ly từng tí đem còn lại ác ma trái cây thu vào. Dừng ở đây giao dịch kỳ thật đã kết thúc, chẳng qua Black Widow cũng không định rời đi. Nàng lại đối La Hạ hỏi nói, cửa hàng trưởng, các người nơi này còn xây một cái ác ma trái cây năng lực giả bày đem ta cũng kéo vào bầy bên trong đi. Bầy cái gì, kỳ thật tại đồ giám bên trên cũng đều có ghi. Đối với Black Widow mà nói, nàng tự nhiên là không thể nào bỏ lỡ dạng này bầy. Chương 96, hắc quả phụ chớ ở trước mặt ta ra vẻ. La Hạ biết Black Widow thân phận, cho nên có thể đủ đoán được Black Widow nhập bầy có rất lớn một phương diện nguyên nhân, sợ là vì điều tra tình báo. Nhưng La Hạ đối với điểm này cũng là hoàn toàn không quan tâm. Dù sao lấy siêu đơ khổng lồ như thế thể lượng mà nói, coi như không vào bầy, trong đám đó mọi người sợ là cũng tại siêu đơ trước mặt bảo trì không ngừng cái gì bí mật. Nhập không vào bầy, thực sự không có gì khác biệt. Huống chi? Đã siêu đơ bây giờ đều tìm tới cửa, La Hạ cảm thấy, chỉ sợ trong đám đó mọi người cũng sớm đã bị siêu đơ cho để mắt tới. Mà một mặt khác, suy xét đến siêu đơ năng lượng, về sau có một số việc đi lắc lư siêu đơ đi làm, có vẻ như cũng là một chuyện tốt. Dạng này một cái quan đại đầu chủ động đưa tới cửa, La Hạ cảm thấy là không có lý do cự tuyệt. Hắn rất nhanh liền làm ra quyết định tới đương nhiên không có vấn đề. La Hạ vui vẻ đáp ứng, sau đó liền lấy ra điện thoại di động của mình đến, cùng Black Video lẫn nhau tăng thêm bạn tốt. Cửa hàng trưởng ngươi tôn tính đại danh. Ta là Na Thác Toa La Hứa Mang. Black Video đối La Hạ báo lên tên của mình. Sau đó nàng liền thấy, La Hạ đang dùng một loại giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn chính mình. Cũng không nói chuyện, chỉ là như vậy nhìn xem mình mà thôi. Black Video trong lòng nhịn không được hơi hồi hộp một chút tử, vào thời khắc ấy, Nàng đột nhiên có một loại bị La Hạ hoàn toàn xem thấu, không chỗ che thân cảm giác. Cửa hàng trưởng, làm sao vậy, vì cái gì nhìn ta như vậy? Nhưng Black Widow cũng không có biểu hiện ra cái gì, chỉ là dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, nhìn qua La Hạ hỏi. Khách nhân, ta hy vọng ngươi làm rõ ràng nơi này là địa phương nào. La Hạ sắc mặt lại là có chút nghiêm, lời nói cũng biến thành có chút nghiêm túc, ngươi cảm thấy một chút tiểu thủ đoạn, có thế giấu giếm được ta sao? Nếu như ngươi lầm coi ta là thành cái khác những người bình thường kia. Vậy ngươi khả năng liền phạm phải một sai lầm. Black Widow thân thể nhịn không được có chút cứng đờ. Vào thời khắc ấy, nàng thế mà cảm thấy la hạ ánh mắt chính là như thế chói mắt, giống như là một con giả thú, để hô hấp của nàng cũng nhịn không được dùng dập, thậm chí không dám thở mạnh một cái. Black Widow lập tức liền minh bạch, mình giống như phạm một sai lầm. Không sai. Nơi này không là nơi bình thường. Liền ác ma trái cây loại này thần kỳ đồ vật đều có thể lấy ra bán, mặc dù cửa hàng trưởng nhìn người vật vô hại có thể dùng đùi đi nghỉ cũng biết tất nhiên không phải người bình thường chủ quan sơ sẩy lại thêm la hạ đều nói đến như thế rõ ràng black video làm sao không biết thân phận của mình sợ là sớm đã bị đối phương cho nhìn thấu nghĩ tới đây black video liền quyết định không còn ngụy trang xem ra thân phận của ta bị nhìn thấu nữa nha black video thoải mái thừa nhận xuống dưới thật sự là không có ý tứ cửa hàng trưởng đã ngươi biết thân phận của ta nghĩ như vậy tất cũng có thể hiểu được ta hành động đi công việc của ta tính chất quyết định ta không thể tùy ý lộ ra thân phận của mình. Chẳng qua cửa hàng trưởng ngươi nói cũng đúng, ta phạm phải một sai lầm, đem cửa hàng trưởng ngươi xem như những người khác, sai lầm của ta, ta xin lỗi. Chính thức nhận thức một chút, siêu đờ đặc công, na thác toa Romanov. Black Video hướng về La Hạ đưa tay ra đi. La Hạ sắc mặt, lúc này mới dịu đi một chút. Nhưng hắn chỉ là cúi đầu nhìn lướt qua Black Video vương ra tay, chỉ thế thôi, cũng không có bắt tay đối phương. Đụng không lớn không nhỏ một cái cái đinh, Black Video cũng không có để ý, nàng ngay sau đó lần nữa nghiêm mặt vì la hạ tiến hành giải thích cửa hàng trưởng xin ngươi yên tâm chúng ta siêu đơ lần này chỉ là nghĩ nhận thức một chút ác ma trái cây là cái gì không có ý tứ gì khác ngươi cảm thấy ta quan tâm điểm này la hạ lại là lơ đễnh cười cười loại kia kinh miệt loại kia lơ đễnh là như thế tự nhiên mà vậy hoàn toàn không phải giả black widow có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được trước mắt cái này trẻ tuổi cửa hàng trưởng là thật hoàn toàn không đem siêu đơ để vào mắt đã là như vậy như vậy cửa hàng trưởng có thể đem ta kéo đến bầy bên trong sao? Black Widow lần nữa đối La Hạ nghiêm mặt nói. Có thể. La Hạ nhẹ gật đầu, sau đó liền đem Black Widow cho kéo vào bầy bên trong. Đồng thời báo cho mọi người. Cửa hàng trưởng tất cả mọi người, các vị, chúng ta ác ma trái cây nhà lần nữa nên đón một vị mới người nhà, mọi người biểu thị hoan nghênh. Na Tháp Toa Romanov, mọi người tốt, ta là Na Tháp Toa Romanov, vừa mới tại cửa hàng trưởng nơi này mua ác ma trái cây, thật cao hứng gia nhập vào đại gia đình này. Wayne lại có người mới nhập bầy sao? A, à, Na Tháp Toa. Không biết vì cái gì, cái tên này ta thoạt nhìn là như thế nhìn quen mắt, tựa như, ở nơi nào gặp qua đồng dạng. Vanessa, có đúng không Uy? Vậy không bằng ngươi liền cùng ta thật tốt tâm sự, ngươi vì sao lại cảm thấy cái tên này nhìn quen mắt, ngươi ở nơi nào gặp qua? Vanessa, thuận tiện, hoan nghênh Na Tháp Toa nhập bầy. Hopper phàm đên, bầy bên trong lại tới một cái tỉ muội, thật sự là cao hứng phi thường, Na Tháp Toa ngươi tốt, ta là Hopper phàm đên. Lý Tầm Hoang, hoan nghênh người mới nhập bầy, ta gọi Lý Tầm Hoang, là ăn la de, trái cây la người, không biết người mới ngươi ăn chính là cái gì trái cây. Na Thác Toa Romanov, cảm ơn mọi người. Cảm tạ sự duy trì của mọi người. Ta ăn trái cây là bắt chước trái cây, có thể bắt chước người khác bộ dáng. Black Video tại một phen do dự về sau, vẫn là đem mình trái cây cho bạo ra tới. Bởi vì giấu giếm không có chút ý nghĩa nào. Đã gia nhập vào cái này bầy bên trong đến, như vậy nàng trái cây sớm tối đều sẽ bị trong đám đó những người khác biết được, đã như vậy, chẳng bằng chủ động lộ ra ánh sáng ra tới. Cửa hàng trưởng tất cả mọi người, còn có một điểm, Na Thác Toa Romanov nhưng là tới từ siêu đờ đặc công, cái thân phận này bày bên trong mọi người biết liền tốt, chẳng qua không nên tùy tiện để lộ ra đi. Cửa hàng trưởng, mọi người hẳn là minh bạch, giữ bí mật tính đối với một vị đặc công trọng yếu bao nhiêu, đúng không? Black Widow Chính ngươi vừa nói giữ bí mật tính đối với một vị đặc công trọng yếu, một bên đồng thời đem thân phận của mình cho rung ra tới. Ngươi cái này quá làm tâm thái của người ta đi. La Hạ đương nhiên cũng minh bạch điểm này, nhưng đối với hắn mà nói, làm sao có thể để một vị gián điệp nội ứng tại mình bày bên trong lén lút. Đã đến, đương nhiên phải đem nó lộ ra ánh sáng ra ngoài. Mà theo La Hạ một câu nói kia, trong đám đó cũng lập tức liền trở nên náo nhiệt. Thậm chí có thể nói đều bị mạnh mẽ kích động lập tức, bày bên trong vậy mà gia nhập một vị đặc công. Cái này coi như có ý tứ. Wayne Wilson, đặc công Na Tháp Qua nữ sĩ ngươi thế mà là một vị đặc công. Qua a, à, cái này bày bên trong coi như náo nhiệt, sát thủ, lính đánh thuê, hắc đạo đầu lĩnh, nhà khoa học, giáo sư, hiện tại lại tới một cái đặc công, đủ điên cuồng. Ta thích. Hopper phàm đêm, đơ. Không biết đây là một cái cái gì tổ chức. Hopper đương nhiên biết đơ là cái gì tổ chức, nàng lão tử chính là đơ trước đặc công, Hopper chẳng qua là ở đây giả ngu thôi. Chương 97, mươi bảy, H -I E L -G. Charles Savi, siêu là lệ thuộc vào thế giới hội đồng bảo an một cái tổ chức tình báo, đương nhiên, không phải phổ thông tổ chức tình báo, mà là chuyên môn xử lý một chút sự kiện trọng đại tổ chức tình báo. Wayne Wilson, lệ thuộc vào thế giới hội đồng bảo an. Ngoan ngoãn cái này có chút không được, nghĩ không ra na tháp toa địa vị thế mà như thế lớn, ta biểu thị có một chút nhỏ hoảng. Wayne Wilson, na tháp toa đặc công, ta người này thường xuyên ở trong bầy kể một ít chắc chắc tình tiết một ngắn, còn thường xuyên lái xe, các người sẽ không đem ta bắt đi a. À. Michael chớ vi ác nghe đây là sao fbi cùng cia đều muốn lợi hại một cái tổ chức tình báo các vị xem ra chúng ta về sau nói chuyện cũng phải cẩn thận chút siêu đờ đặt công sao kim tịnh luôn luôn không thế nào ở trong bầy nói chuyện nhưng tại thời khắc này cũng là lập tức liền chú ý tới black video đến chính như chớ vi ác tiến sĩ nói như vậy đối với về sau ở trong bầy một chút nói chuyện hành động kim tịnh cũng quyết định muốn càng phát ra thu liễm một chút na tháp toa romanov cửa hàng trưởng ngươi làm sao cứ như vậy xuyên phá thân phận của ta ta cứ như vậy bại lộ, cấp trên khẳng định sẽ hung hăng phê ta dừng lại. Black Widow nói đến mình thảm hề hề dáng vẻ, nhưng kỳ thật, nàng là không chút đem loại chuyện này để ở trong lòng. Nàng đều là dùng tên thật của mình nhập bầy, nói bại lộ kỳ thật đã sớm bại lộ. Chẳng qua bây giờ, đạt được bắt chước trái cây Black Widow, đã hoàn toàn không quan tâm loại này bại lộ, bởi vì nàng có thể tùy tâm sở dục có được bất luận cái gì thân phận. Na Tháp Toa Romanov, nhiều lắm là chỉ là nó rất nhiều áo khoác, lon, bên trong một cái thường dùng áo khoác, lon, thôi. Na Tháp Toa Romanov, chẳng qua đã cửa hàng trưởng lộ ra ánh sáng thân phận của ta, như vậy các vị, ta nhất định phải làm sáng tỏ một chút, mọi người không cần thẩn trương, ta cũng không phải là cảnh sát. Na Tháp Toa Romanov, chính như Savi giáo sư nói tới, chúng ta chỉ phụ trách xử lý một chút sự kiện trọng đại, cho nên, nếu như các người không phải dự định đi bắt cóc Tony Stark, vậy liền hoàn toàn có thể đem ta xem như không khí. Ngụ ý, siêu không là cục cảnh sát như vậy lao tổ chức, một chút thông thường phạm tội hoạt động, là không đủ để kinh động bọn hắn nhưng cho dù Black Widow nói như thế, hiện trường mọi người cũng là hoàn toàn không có cách nào tiêu tan. Đương nhiên, đối với trong đám đó đại đa số người mà nói, ví dụ như mấy vị kia tiến sĩ giáo sư, Vanessa, Hopper chờ một chút, tất cả mọi người là đang lúc nhân vật, xử lý nghề nghiệp đường đường chính chính, cũng sẽ không làm một chút nhận không ra người hoạt động. Ngược lại là hoàn toàn không sợ vị này siêu đơ đặc công. Chẳng qua là cảm thấy có chút không được tự nhiên, chỉ thế thôi. Chân chính cần thiết phải chú ý, cũng chính là kim tịnh, Deadpool, cái này rải rác mấy người, chỉ thế thôi. Na tháp toa Romanov, tốt a, à, các vị, xem ra thân phận của ta vẫn là để mọi người cảm giác được không được tự nhiên, như vậy, chào hỏi trước hết đánh tới nơi này đi. Na tháp toa Romanov, các vị, gặp lại. Cùng trong đám đó mọi người lên tiếng chào hỏi về sau, Black Video liền rời khỏi group cha. Cửa hàng trưởng, ngươi thật đúng là đem ta hố thảm, ngươi biết chúng ta đặt công bại lộ thân phận là kết cục gì sao? Black Video liền cố ý dùng một loại giận dữ dáng vẻ, đối la hạ phàn nàn không thể không nói tự có một loại phong tình nhưng rất đáng tiếc la hạ căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng na tháp toa sẽ không tiễn la hạ một mặt bình thản mà đối với black video nói tốt a à, la hạ cửa hàng trưởng ngươi là ta nghề nghiệp kiếp sống bên trong ít có để ta cảm giác được thất bại người black video thu hồi tư thái của mình khôi phục nghiêm mặt đối la hạ cáo từ như vậy cửa hàng trưởng ta sẽ không quấy rầy trở về nói cho lỗ đảng la hạ cũng không quay đầu lại chỉ có một câu nhẹ nhàng truyền tới, đến mua trái cây, ta hoan nghênh, nhưng nếu như siêu đánh cái gì khác không nên có mưu ma trước quỷ, tỉnh cửu kéo đen chỉ là cơ thao, cái khác một chút khả năng xuất hiện hậu quả, ta liền không bảo đảm. Lỗ đảng. Black Widow tại chỗ sửng sốt một chút, nàng căn bản không biết La Hạ nói tới ai. Chẳng qua cái này không sao, cũng không ảnh hưởng Black Widow đối với La Hạ câu nói này ý tứ lý giải. Đối phương đây rõ ràng, là đang uy hiếp bờ Silder. Đối phương lập tức liền nhận ra Black Widow thân phận, cho nên rất hiển nhiên đối phương là biết shield là dạng gì một tổ chức kết cấu coi như không biết nhưng giáo sư ít cũng giới thiệu xong đối phương liền không khả năng không biết nhưng dưới loại tình huống này đối phương đi vẫn như cũ trắng trợn cảnh cáo vì hipper shield thực sự là phách lối phải có chút quá lợi hại hoàn toàn không có đem shield để vào mắt nha chẳng qua suy nghĩ lại một chút cái này không đáng chú ý tiểu điếm thế mà liền ác ma trái cây loại này thần kỳ đồ vật đều lấy ra bán rất hiển nhiên phía sau nhất định đứng một cái quái vật khổng lồ làm không tốt vẫn là một chút liên lụy đến siêu tự nhiên, thần bí học tổ chức. Nếu là như vậy, không đem siêu đơ để vào mắt, cũng tự hồ là nói còn nghe được. Ta biết, cửa hàng trưởng, ta sẽ chuyển đạt cho thượng cấp trưởng quan. Black Widow cũng không nói thêm gì, mặt không thay đổi lên tiếng, mới quay người rời đi ác ma trái cây cửa hàng. Chảy vuốt một chút hôm nay tiếp xúc đến những tin tình báo kia, Black Widow cũng không khỏi cảm thấy ẩn ẩn có chút nhức đầu. Cái này ác ma trái cây cửa hàng, thật không đơn giản. Nước dường như rất sâu bộ dáng nhất định phải ngay lập tức đem hết thảy tất cả tình báo, đều hồi báo cho Ferry cục trưởng mới được. Đúng, còn có, la hạ cửa hàng trưởng trong miệng lỗ đảng, lại là người nào? Lỗ đảng. Lỗ đảng. Black Widow ẩn ẩn cảm thấy từ ngữ này có chút quen thuộc, một phen tỉ mỉ hồi tưởng về sau, mới cuối cùng là hồi tưởng lại, đây không phải là một loại đến từ hoa hạ đồ ăn. Một loại dùng thủ pháp đặc biệt chế tạo mà thành, nhìn phi thường buồn nôn trứng chế thực phẩm. Chờ một chút. Lỗ đảng hình tượng hiện lên Black Widow trong ốc thời điểm, một đạo linh cảm cũng nháy mắt hiện lên black Widow rốt cục kịp phản ứng la hạ trong miệng lỗ đảng đến tột cùng là ai furry cục trưởng la hạ cửa hàng trưởng thế mà đem furry cục trưởng gọi đùa là lỗ đảng đây là không có nhiều đem furry cục trưởng để vào mắt a black Widow gọi là một cái im lặng chẳng qua cái này cũng tương tự có thể nói rõ ác ma trái cây nhà phía sau tổ chức phi thường không đơn giản phải biết thời kỳ này siêu anh hùng thời đại tuyệt không mở ra siêu đời còn không có làm sao bị đại chúng chỗ biết rõ nhưng la hạ thế mà một hơi gọi ra siêu đa vương bài đặc công thân phận còn biết siêu đa cục trưởng thân phận cái này rất có thể nói rõ vấn đề ác ma trái cây nhà không thể khinh thường a à? đối với ác ma trái cây cửa hàng black video trong lòng liền có một cái cơ sở bình phán tại ý nghĩ thế này bên trong black video cấp tốc trở lại ba khúc cánh cao ốc đi vào kết thúc dài văn phòng nitvê trước mặt lỗ đảng khi nhìn đến nitvê một khắc này hai cái này từ không tự giác lại hiện lên black video trong đầu Tại trước đó thời điểm vẫn không cảm giác được phải có cái gì, nhưng kể từ khi biết cái thí dụ này về sau, Black Widow phát hiện cái thí dụ này thật sự là quá mẹ nó hình tượng chuẩn xác, cục trưởng đầu, thật đúng là cùng lỗ đảng giống nhau như đúc A. Một khi tiếp nhận cái này thiết lập, lỗ đảng hình tượng, thật vung đi không được. Chương 98, nick Phất Thụy coi trọng, cái kia cửa hàng trưởng không đơn giản. Furry Cục Trưởng Black Widow cùng Nip Furry lên tiếng chào hỏi, sau đó trực tiếp đi đến Nip Furry trước mặt. Nick Fury lúc này liền buông xuống trong tay ngay tại xem một phần văn kiện, đem mình độc nhãn, nhìn về phía Black Widow, cho nên, Na Thác Toa, ngươi mang cho ta về cái dạng gì tin tức. Fury cục trưởng, ác ma trái cây là thật, nó thật sự có thể để người thu hoạch được siêu năng lực. Black Widow nghiêm trang đối Nick Fury báo cáo. Thế mà thật sự là thật. Nick Fury có chút cảm giác có chút ngoài ý muốn. Mặc dù thông qua bước đầu điều tra, những cái kia nguyên bản bị bọn hắn nhận định người đột biến hắc hộ đều là ăn ác ma trái cây bố trí, nhưng loại chuyện này, dù sao nghe là khó có thể tin. Lại thêm bán loại này nghịch thiên đồ vật cũng không thế nào phù hợp người bình thường hành vi logic, cho nên lấy lỗ đảng tính tình, hắn còn cần tiến thêm một bước chứng cứ, mới có thể xác nhận. Na tháp toa, đã ngươi cho ra kết luận của mình, như vậy ta nghĩ, ngươi nhất định phát hiện đủ để chèo chống ngươi đạt được loại này kết luận chứng cứ, đúng không? Cho nên, loại chứng cứ này, là cái gì? Niflory dùng một loại định liệu trước giọng điệu, nhìn qua Black Widow, ung dung mở miệng. Well. Black Video cũng không nói thêm gì chỉ là thần thần bí bí mà đối với Nick Fury nhếch miệng cười một tiếng sau đó Black Video ngay tại lỗ đảng ánh mắt nhìn kỹ giữa lợi dụng tay phải hướng trên mặt của mình nhấn một cái nguyên bản Black Video biến mất không thấy gì nữa một cái nam nhân xa lạ cứ như vậy xuất hiện tại Nick Fury trước mặt fury cục trưởng ta nghĩ chứng cớ này đã đầy đủ đi nam nhân Black Video đối Nick Fury mở miệng liền âm thanh đều hoàn toàn biến biến thành một cái nam tính thanh âm không thể tưởng tượng nổi cho dù là Nick Fury dạng này người đều sửng sốt, hắn ngơ ngác nhìn thấy nam nhân Black Widow vài giây đồng hồ, mới nhịn không được cảm thán ra tiếng tới. Loại này khó mà tin nổi sự tình, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Nick Fury là vô luận như thế nào đều không thể tin được. Nhanh lên biến trở về tới Dina Tháp Toa, người cái dạng này nhìn thật là quái quái. Nick Fury ngay sau đó lại đối nam nhân Black Widow khoát tay áo. Nam nhân Black Widow liền đưa tay trái ra đến, hướng trên mặt của mình nhấn một cái. Lần nữa khôi phục nguyên bản Black Widow dáng vẻ cho nên na thác toa ngươi cũng ăn một viên ác ma trái cây nick Fury lúc này mới một mắt ung dung nhìn qua black video trầm giọng mở miệng đúng vậy ferry cục trưởng ta ăn trái cây gọi là bắt chước trái cây có thể trăm phần trăm phục chế người khác bộ dáng black video nhẹ gật đầu vì nick Fury đơn giản tiến hành giới thiệu bắt chước trái cây sao nick Fury nhẹ giọng giọt thì thầm một tiếng trái cây này danh tự ngược lại là đơn giản nhưng là nó tác dụng lại là để người giật nảy cả mình bắt chước cái gì căn bản không đủ để chuẩn xác miêu tả trái cây này năng lực, xưng là biến thân đều không quá đáng. Furry cục trưởng, căn cứ ta tại đồ giám bên trên nhìn thấy những cái kia ác ma trái cây, ta đại khái có thể đoán được kim tịnh, bung si những năng lực giả kia đều là ăn loại kia trái cây. Kim tịnh thân thể đau thương bất nhập, nắm đấm còn có thể biến thành nung đỏ côn sắt, ta hoài nghi hắn rất có thể ăn sắt thép trái cây, có thể đem thân thể của mình sắt thép hóa. Bung si không hề nghi ngờ ăn chính là nhanh chém trái cây, loại trái cây này có thể để người thân thể đau kiếm hóa cung tẩu ăn có thể phát ra đặc thù sóng ánh sáng trái cây, cái kia hẳn là là trì độn trái cây. Erika từ trong cơ thể hướng ra phía ngoài toát ra bụi gai trái cây, không hề nghi ngờ là bụi gai trái cây. Cho nên, chúng ta bây giờ hoàn toàn có thể xác định, những cái kia đột nhiên xuất hiện người đột biến hắc hộ, toàn bộ đều là ăn ác ma trái cây năng lực giả. Black Widow tiếp tục đối với Nipferi tiến hành báo cáo, đem mình điều tra đạt được kết luận, nói cho Nipferi. Quả nhiên là cái này ác ma trái cây nhà sao? Nipferi nhẹ gật đầu, đối với kết quả này, lại cũng không có cái gì nghi vấn. Nhưng cùng lúc đó vấn đề mới lại hiển hiện ra tới. Cái này ác ma trái cây nhà, tại sao phải đem thần kỳ như vậy đồ vật lấy ra bán? Mifery ánh mắt trở nên thâm thúy, có chút không thể nào hiểu được lẩm bẩm. Mà đối với điểm này, Black video kỳ thật có đồng dạng nghi hoặc. Chẳng lẽ cái kia ác ma trái cây nhà là thật có được rất rất nhiều ác ma trái cây, nhiều đến mình căn bản dùng không hết, cho nên mới lấy ra bán. Cái này rất hiển nhiên là không thể nào nói nổi. Black Widow vô luận như thế nào cũng không tin, một cái có được ác ma trái cây loại này thần kỳ trái cây tồn tại, sẽ thiếu tiền. Ác ma trái cây nhà đến cùng có cái gì mục đích, để Nipferi cùng Black Widow trăm mối vẫn không có cách giải. Na Tháp Hoa, ngươi còn ra được cái gì? Hiện trường yên tĩnh sau một lát, Nipferi lần nữa lợi dụng độc nhãn nhìn qua Black Widow, trầm giọng hỏi. Mặc dù rất làm cho người khác quể oải, cũng rất không muốn thừa nhận, nhưng là Furry cục trưởng, ta lần này hành động có thể xưng là thất bại, tối thiểu nhất, vô luận như thế nào cũng không gọi được thành công. Ta sở được đến cái gọi là tình báo, trừ một chút cái kia la hạ cửa hàng trưởng cũng không định giấu giếm, tương quan ác ma trái cây thường thức tính tin tức bên ngoài, liền không còn có cái gì khác càng thêm tình báo hữu dụng. Trừ cái đó ra, cái kia la hạ cửa hàng trưởng, còn nhìn thấu thân phận của ta. Black Widow có chút điểm vệ oải mà đối với Nick tiến hành báo cáo. Chính như chính nàng nói, liền thân phận đều bại lộ ra ngoài, cái này bất luận nhìn thế nào, đều quá mức thất bại. Bại lộ thân phận. Nipheri đối với cái này vẫn là cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn, Na tháp Toa, ngươi chấp hành loại này đơn giản nhiệm vụ là sẽ không lộ ra sơ hở gì, đúng không? Hoàn toàn chính xác không có, điềm lành cục trưởng. Black Widow dùng một loại 10 phần khẳng định giọng điệu đối Nipheri nói nói, ta cũng không có lộ ra sơ hở gì, cái kia cửa hàng trưởng đã sớm biết thân phận của ta. A, à, thật sao? Nipheri nhíu nhíu mày. Black Widow thân phận tại siêu đô thế nhưng là cơ mật, đừng nói là người ngoài thậm chí trong cục đều có rất ít người biết Black video nhân vật như vậy tồn tại. Nhưng cái kia La Hạ cửa hàng trưởng thế mà cũng biết Black video thân phận, cái này rất có thể nói rõ vấn đề. Không chỉ có là ta, đối phương cũng biết ngươi, cục trưởng, nàng thậm chí còn để ta mang cho ngươi câu nói. Black Widow thanh âm vang lên lần nữa. Cái này coi như để Nick Fury tốt kỳ. Chờ một chút Na Thác toa, hắn biết ta. Để ta cùng ngươi xác nhận một chút, hắn là biết Shielder có cục trưởng một người như vậy vẫn là biết siêu đờ cục trưởng chính là ta Nipferi. Nipferi ánh mắt trực câu câu nhìn chầm chầm Black Widow hỏi, hai cái này, thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Ferry cục trưởng, hắn biết ngươi chính là cục trưởng, hắn thậm chí. Hướng ta miêu tả ngươi bộ dáng. Black Widow đối Nipferi nói. Nipferi sắc mặt, liền bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Y theo Black Widow báo cáo, bọn hắn đối với đối phương hoàn toàn không biết gì, nhưng đối phương, lại tựa như đối bọn hắn rõ như lòng bàn tay. Cái kia ác ma trái cây cửa hàng, quả thật không đơn giản. Chương 99, toàn diện điều tra trái ác quỷ nhà. Như vậy, cái kia cửa hàng trưởng để ngươi mang cho ta lời gì? Nick Fury dừng một chút về sau, mới tiếp tục dùng mình độc nhãn, nhìn thấy Black Widow hỏi. Hắn nguyên thoại ta liền không tái diễn, không thế nào khách khí, ý tứ đại khái chính là cảnh cáo chúng ta, không muốn đối bọn hắn loạn có ý đồ gì. Black Widow giang tay ra, đối Nick Fury nói. Không, Na Tháp Toa, mời lặp lại một lần hắn nguyên thoại, ta tương đối muốn nghe xem cái kia. Nick Fury lại là nghiêm trang đối Black Widow yêu cầu. Không phải nguyên thoại mà là loại này thuộc lại, hắn là không thể cảm nhận được La Hạ nói lời này thời điểm khẩu khí cùng thái độ. Chỉ là lời khó nghe mà thôi, làm sao có thể loạn Nick Fury đạo tâm chút nào đâu. Nếu là Nick Fury yêu cầu, Black Widow tự nhiên không có chuyện gì để nói, thế là liền đem La Hạ nguyên thoại, vì Nick Fury lặp lại một lần. Đối với Black Widow dạng này đặc công mà nói, trí nhớ đều là tiêu chuẩn, mặc dù lúc ấy không có tận lực đi nhớ, nhưng giờ phút này thuộc lại lên cũng là không có áp lực chút nào. Đương nhiên, lỗ đảng sưng hô thế này, bị Black Widow lựa chọn tính lãng quên rơi. Người nói đúng, Na Thác Toa, hắn thật đúng là không có chút nào khách khí. Nipferi có chút nhã rảnh, nhưng trên mặt thần sắc không có chút nào biến hóa, thậm chí, còn uy hiếp bờ ta. Shielder, từ thế giới hội đồng bảo an thành lập quốc tế tính tổ chức tình báo, quyền hạn toàn phương vị áp đảo cái gì khác FBI, Kia đẳng hết thảy cơ cấu tổ chức phía trên. Nói là một cái quái vật khổng lồ, một cái khổng lồ mảy may đều không quá đáng. Hắn thân là như thế một cái quái vật khổng lồ đầu lĩnh, bây giờ thế mà bị người uy hiper. Loại chuyện này, Nick Fury thật đúng là cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Có thể thấy được cái kia la hạ cửa hàng trưởng, là thật hoàn toàn không có đem shielder để ở trong mắt, không có cho dù là một phân một hào kính sợ. Từ cái này một khía cạnh, cũng càng phát ra nói rõ ác ma trái cây nhà địa vị tuyệt đối không đơn giản. Fury cục trưởng, chúng ta tiếp xuống phải làm gì? Black Widow thanh âm tiếp tục vang lên, nàng một mặt nghiêm nghị nhìn chầm chầm Nick Fury hỏi trước nhìn chầm chầm ác ma trái cây nhà, tại chúng ta nắm giữ càng nhiều tình báo trước đó, không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Nick gần như không có cái gì do dự, liền làm ra quyết định này tới. Black Widow nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Nick kế hoạch, cùng nàng theo dữ liệu giống nhau như đúc, ác ma trái cây nhà thực sự là quá mức thần bí, tại đối với đối phương hoàn toàn không biết gì tình huống dưới, đích thật là không nên tùy tiện làm việc. Đối cửa hàng trưởng, còn có một cái trọng yếu tình báo, ta cảm thấy ngươi hẳn phải biết. Black Widow lúc này đột nhiên nhớ ra cái gì đó đến, lên tiếng lần nữa đối Nick nói nói, ác ma trái cây cũng không phải là tùy ý mua, trong này có một cái mười phần trọng yếu mua nguyên tắc, một người nào đó, hoặc là tổ chức, chỗ chi phối ác ma trái cây không thể vượt qua ba viên. Nếu như trưởng quan ngươi dự định sắp xếp người mua ác ma trái cây, đây là một cái trọng yếu tham khảo nguyên tắc. Nipferi lông mày liền lập tức hơi nhíu lên, đây đối với hắn tới nói, hoàn toàn chính xác không phải một kiện tin tức tốt. Bởi vì Black Widow nói đúng, Mipferi thật đúng là dự định thu xếp một ít nhân thủ đi mua ác ma trái cây. Thần kỳ như thế đồ vật, ăn liền có thể thu hoạch được siêu năng lực, đã đụng phải, làm sao có thể bỏ lỡ. Mipferi trừ phi là đầu óc trúc trúc, mới có thể đối mặt bực này thần kỳ đồ vật mà thờ ơ. Nhưng nếu như suy xét đến cái này chi phối ít hơn so với ba viên nguyên tắc lời nói, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, siêu chỉ có thể mua ba viên ác ma trái cây. Bởi vì toàn bộ siêu đều là bị hắn lỗ đảng đại hiệp chi phối lấy. Mà bây giờ, Black Widow đã mua một viên, ba viên danh ngạch liền thiếu đi một viên, vẫn còn còn lại hai viên danh ngạch. Như thế điểm số lượng sao đủ? Nếu như vượt qua ba viên, sẽ như thế nào? Nick Fury trầm tư sau một lát, nhịn không được nhìn chầm chầm Black Video trầm giọng hỏi. Trước mắt còn không có đạt được phương diện này tình báo, nhưng trưởng quan, đã đối phương thiết trí cái này nguyên tắc, ta nghĩ, hẳn không phải là dễ dàng như vậy đánh vỡ. Black Video đối Nick Fury nói. Nick Fury nhẹ gật đầu, liền không nói thêm gì. Dài như vậy quan, nếu như không có có chuyện gì, ta trước hết lui ra. Black Widow thấy thế, liền đối Nick Fury lên tiếng chào hỏi, rời đi Nick Fury văn phòng. Mà tại Black Widow rời đi về sau không bao lâu, Nick Fury liền lại một lần đem cung sân cho gọi vào trước mặt mình. Đồng thời đem Black Widow nơi đó được đến tình báo, đại thể đối cung sân tự thuộc một lần. Nghĩ không ra, ác ma trái cây loại này thần kỳ đồ vật, thế mà là thật. Cung sân sau khi nghe xong, cũng là lộ ra thần sắc khó mà tin nổi tới. Giao cho ngươi một cái trường kỳ nhiệm vụ, Nick cũng không có cái gì nói nhảm, trực tiếp đối cung sân tiến hành phân phó, toàn diện điều tra cái này ác ma trái cây nhà, ta cần nó hết thảy tình báo. Minh Bạch, trưởng quan. Cung sân lên tiếng, cung cung kính kính lui ra ngoài. Heo kiếp trên. Cao phu nhân bí mật cứ điểm. Vẫn như cũ là cao phu nhân, không bên trên cùng tin cái này ba cái thủ hợp sẽ cao tầng. Đối với cái kia ác ma trái cây cửa hàng hành động, thất bại. Cao phu nhân thanh âm đi đầu vang lên, nàng chống thủ trưởng. Đứng tại thôn bên trên cùng tinh trước mặt, đối hai người mở miệng nói ra. Ta phải đi ra người đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, sống không thấy người chết không thấy xác, tựa như từ trên thế giới này triệt để bốc hơi đồng dạng. Mặc dù không có tìm tới thi thể, nhưng loại tình huống này, đồ đần đều biết, người xác định vững chắc đã chết rồi. Mà đối với điểm này, vô luận là thôn bên trên vẫn là cao phu nhân, đều không thể nào cảm giác được ngoài ý muốn. Dù sao một cái có thể xuất ra ác ma trái cây loại này thần kỳ đồ vật ra bán tổ chức, ngẫm lại cũng không thể đơn giản nếu như dễ dàng như vậy liền phải tay ngược lại mới là ra ngoài dự liệu của người ta bên ngoài hành động mặc dù thất bại nhưng là cao dù sao cũng phải cũng có một chút thu hoạch a à. Thông bên trên ở một bên nhìn thấy cao phu nhân hỏi vô luận đối phương là như thế nào ra tay nhưng đã đối phương động thủ liền tất nhiên sẽ lưu lại nhất định vết tích những cái kia vết tích cũng là có thể bộc lộ ra rất nhiều thứ đến thủ hợp sẽ tìm hiểu nguồn gốc nói không chừng liền có thể ra ra một chút cái gì tới thật đáng tiếc thôn bên trên thu hoạch gì đều không có Cao phu nhân lại là lắc đầu, tựa như là tảng đá ném vào đại hải đồng dạng, hai người kia, cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Bọn hắn lúc nào bại lộ, lúc nào bị tiêu diệt, lại là bị ai tiêu diệt, dùng thế nào phương thức tiêu diệt, chúng ta tất cả đều hoàn toàn không biết gì. Thông bên trên cùng tinh sắc mặt, liền không khỏi trở nên ngưng trọng lên. Lấy thủ hợp sẽ năng lượng, thế mà liền sợi lông đều tra không được, đây quả thực không dám tưởng tượng. Cái kia ác ma trái cây nhà thế lực sau lưng, quả thật không phải bình thường. Chẳng qua Cao, chúng ta hẳn là cũng không có để lại dấu vết gì, đúng không? Thông bên trên không yên lòng, ở một bên xác nhận tính mà hỏi thăm. Thế nào, ngươi đang chất vấn ta năng lực? Cao phu nhân ung dung nghiêng mắt nhìn thông bên trên một chút. Thông bên trên liền không nói thêm gì. Đã Cao phu nhân tự tin như vậy, vậy đã nói rõ đối phương hoàn toàn chính xác thu xếp thỏa đáng, sẽ không lưu lại cái gì chân ngựa. Đối với Cao phu nhân, thông bên trên vẫn là yên tâm. Cao, ác ma trái cây nhà sự tình trước thả một chút, bắt đầu một giờ sau liền sẽ đến chúng ta trước việc trừ kim tịnh, lại tập trung tinh thần đối phó ác ma trái cây nhà. Thông bên trên suy nghĩ một chút về sau, đối cao phu nhân đề nghị nói. Cao phu nhân nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Chương 100, hệ thống thăng cấp tự nhiên hệ cổ đại chủng trái cây lên khung. Ác ma trái cây nhà. Kiểm tra đo lường đến Túc chủ tích lũy bán ác ma trái cây số lượng đạt tới 15 viên, có thể tiến hành hệ thống thăng cấp, xin hỏi Túc chủ phải chăng thăng cấp. Nhìn qua hệ thống bản bên trên xuất hiện cái này nhắc nhở, La Hạ không khỏi mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đồng thời cũng có được nói không nên lời chờ mong. Kỳ thật tại cùng Black Video hoàn thành giao dịch thời điểm, La Hạ liền đã thu được đến từ hệ thống đổi mới nhắc nhở. Chỉ có điều khi đó có Black Video tại, La Hạ không thế nào thuận tiện tiến vào hệ thống xem xét, thẳng đến Black Video rời đi về sau, mới không kịp chờ đợi tiến vào hệ thống. Trước đó hệ thống nói tới 15 viên thăng cấp chỉ tiêu, Black Video cho cuối cùng một phát trợ công, thành công để La Hạ hoàn thành. Thăng cấp. Cái này còn có cái gì tốt do dự? La Hạ lời vô ích gì đều không có, lập tức đối hệ thống hạ đạt thăng cấp chỉ lệnh. Hệ thống thăng cấp bên trong. Thăng cấp hoàn tất. Mới nhất phiên bản hệ thống đã tăng thêm hoàn tất, xin hỏi phải chăng xem xét. Xem xét. Đổi mới về sau hệ thống bản, cứ như vậy hiện ra ở La Hạ trước mặt. Đầu tiên cực kỳ hấp dẫn La Hạ ánh mắt, chính là hệ thống kệ hàng. Đổi mới về sau kệ hàng so đổi mới trước đó kệ hàng dài một mảng lớn, nghĩ không để cho người chú ý cũng khó khăn. La Hạ hơi kéo động kệ hàng tiến hành một phen xem xét, phát hiện lần này hoàn toàn chính xác mới lên khung không ít ác ma trái cây mà lại cùng la hạ suy đoán bên trong cũng kém không nhiều những cái kia mới lên khung ác ma trái cây trong đó cũng không thiếu một chút tương đối cao cấp cùng chất lượng tốt ác ma trái cây trong đó có hệ siêu nhân cũng có động vật hệ hệ siêu nhân bên trong tương đối nổi danh chia năm xẻ bảy trái cây bong trái cây tuyến tuyến trái cây chờ thình lình đều ở trong đó bruce banner hơi chú ý môn môn quả thực cũng tương tự tại chẳng qua giống như là cái gì quả chấn động trọng lực trái cây linh hồn trái cây tiêu cực trái cây những cái này cấp cao nhất cường đại nhất trái cây, lại là vẫn không có lên khung. Đối với động vật hệ trái cây tới nói, trừ phổ thông động vật hệ trái cây bên ngoài, thì là thêm ra một chút cổ đại trồng trái cây. Chẳng qua chỉ là bộ phận cổ đại chủng, trồng hệ cổ đại chủng là một cái không có. Cực kỳ ngưu xoa huyễn thú hệ, không hề nghi ngờ cũng là không có lên khung. Chẳng qua dù vậy, cổ đại chủng những cái kia động vật hệ trái cây cũng đầy đủ nghịch thiên, nhất là đối với mắt vô thế giới này mà nói. Thậm chí tới một mức độ nào đó, cổ đại trồng trái cây so hệ siêu nhân đều muốn có ưu thế. Bởi vì động vật hệ trái cây đại đa số đều là ăn liền có thể hiệu quả nhanh chóng. Nhưng hệ siêu nhân trái cây lại cần chậm rãi đi mở mang. Liền càng không cần nhắc tới, có chút hệ siêu nhân trái cây, liền xem như khai phát thuần thục, cũng chưa chắc so cổ đại chủng một chút trái cây lợi hại. Cổ đại chủng vẫn tương đối bậc hắc. Về phần La Hạ vẫn luôn cao độ chú ý tự nhiên hệ, lần này thế mà cũng tương tự lên khung, chỉ có điều lên khung đều là một chút tương đối thấp quả nhiên tự nhiên hệ lập loài trái cây, tiếng sấm trái cây, nham tương trái cây, những cái này cũng không cần sách, thậm chí liền chó đều không ăn đốt đốt trái cây cũng đồng dạng không có lên khung. Hệ thống lần này lên khung tự nhiên hệ tổng cộng chỉ có 3 viên, sương mù trái cây, đầm lầy trái cây, cùng tuyết tuyết trái cây. Tại tự nhiên hệ ở trong không tính là quá mạnh, nhưng so với cái khác trái cây mà nói đã phi thường không tầm thường. Khác không đề cập tới, vẹn vẹn là nguyên tố hóa điểm này, chính là cái khác trái cây thuốc ngựa cũng đuổi không kịp. Không sai, hệ thống lần này thăng cấp, vẫn là vô cùng ra sức. La Hạ đối với cái này vẫn là vô cùng phi thường hài lòng. Một chút tương đối cấp cao hệ siêu nhân, động vật hệ cổ đại chủng, cùng cái này ba viên chẳng ra sao cả tự nhiên hệ, sẽ là về sau ác ma trái cây nhà Vương bài sản phẩm. Ừm. Đạn trái cây. Trừ cái đó ra, La Hạ còn chú ý tới một viên trước đó bán đi qua trái cây. Nghĩ không ra lúc này lại bị hệ thống một lần nữa lên khung. Như vậy nói cách khác, trước đó Deadpool tên kia thật đúng là nói đúng, Wesley thật đã chết rồi khó trách ở trong bầy trở thành vạn năm lặng vương liền mới vừa vào bầy thời điểm nổi lên mấy lần về sau cho tới bây giờ không còn xuất hiện làm nửa ngày trực tiếp treo chẳng qua wesley chết sống la hạ cũng không làm sao quan tâm hắn chỉ là hơi cảm thán một câu về sau liền không để ý đến mà là bắt đầu xem xét lên hệ thống biến hóa khác một cái khác tương đối biến hóa rõ ràng chính là hệ thống kết toán phương thức cũng xuất hiện biến hóa hệ thống thăng cấp về sau đã không còn duy trì mỹ đao loại số tiền này tệ thanh toán mà là hết thảy đổi dùng hoàng kim đến thanh toán. Bực này cùng từ trong vô hình gia tăng một đạo mua cánh cửa, chẳng qua đối với ác ma trái cây loại này thỏa thỏa người bán thị trường tới nói, gia tăng cái này một chút xíu cánh cửa hoàn toàn coi như không lên cái gì. Là sẽ không ảnh hưởng ác ma trái cây tiêu thụ. Mà đối với loại này kết toán phương thức thay đổi, La Hạ kỳ thật cũng hoàn toàn có thể lý giải. Dù sao một lúc bắt đầu ác ma trái cây cục diện không có mở ra, vừa lên đến liền dùng hoàng kim kết toán, đích thật là không quá hiện thực, chỉ sợ không thế nào bán ra ngoài mà bây giờ cục diện đã hoàn toàn mở ra, ác ma trái cây có nhất định tiêu thụ cơ sở, lại đổi dùng loại này càng thêm hợp lý phương thức, cũng là nói còn nghe được. Đơn giản tiến hành một phen xem xét, trừ kệ hàng đổi mới cùng kết toán phương thức thăng cấp bên ngoài, hệ thống còn tại cái khác vài chỗ tiến hành thăng cấp. Ví dụ như, mới tăng thêm phòng trộn công năng, La Hạ rốt cuộc không cần mỗi ngày đem ác ma trái cây một khóa thu hồi hệ thống bên trong. Ví dụ như, một khóa dẫn xuất ác ma trái cây đồ giám, dạng này La Hạ cũng sẽ không cần dùng tay chế tác chính xác là nguyên lai like muốn thuận tiện không ít la hạ một phen xem xét vẫn là hết sức hài lòng chẳng qua đối với như thế nào tiêu thụ ác ma trái cây la hạ tiếp xuống lại là rơi vào trong trầm tư giống như là mấy cái kia tự nhiên hệ còn có cổ đại trồng trái cây thẳng thắn giảng vẫn là vô cùng trân quý cùng quý giá la hạ cũng không tính cứ như vậy thường ngày tiêu thụ mà là áp dụng bán đấu giá phương thức mới tương đối phù hợp một điểm dạng này khả năng xứng đáng loại này trân quý ác ma trái cây giá trị có điều nếu như là bán đấu giá hiện tại cũng không phải là thời cơ thích hợp, dù sao hiện tại ác ma trái cây mặc dù đã mở ra nhất định cục diện, nhưng nổi tiếng vẫn là còn thiếu rất nhiều. Nếu không tùy tiện tiến hành đấu giá, kết quả đến đều là một chút tạp ngư, kia không khỏi liền có chút quá mức đánh mặt. Như vậy lúc nào đấu giá mới là thời cơ thích hợp? Đương nhiên là ác ma trái cây bị mọi người trong mòn con mắt, mọi người quỳ cầu mua lúc mua, đến lúc đó lại thiên hô vạn hoáng bắt đầu ra tới, mới tương đối phù hợp ác ma trái cây giá trị nha. Hiện tại hoàn toàn chính xác chưa đến thời điểm chẳng qua những chuyện này chậm rãi suy xét cũng không muộn, hiện tại nha, trước tiên đem kệ hàng bên trong ác ma trái cây cho bổ sung đầy mới là thật. Thế là La Hạ liền tiến vào đến hệ thống bên trong, đem trừ tự nhiên hệ cùng cổ đại chủng bên ngoài còn lại mấy cái bên kia mới lên khung ác ma trái cây, lựa chọn phóng thích. Bạch. Tủ trưng bày bên trong ác ma trái cây, lập tức thêm ra không ít viên, thấy La Hạ không khỏi âm thầm gật đầu. Như vậy tiếp xuống, đồ giám cũng phải bắt đầu đổi mới một chút. La Hạ không có cái gì nói nhảm, tê dại lựu tiến vào hệ thống, lựa chọn tương ứng trái cây một khóa dẫn xuất đồ giám vài giây đồng hồ liền giải quyết